Trời mà đứng mưa vừa sáng rồi. Hôm trước em vào ngay chỗ nghèo tử thần rồi, em kẹp. Này chắc cũng tháng hơn tháng lên giao cũng vừa rồi nè. Mà trời bữa sáng. Bữa sáng thằng Bẩm á, mua cặp này. Dạ dạ. Của em hôm trước anh mua của em kẹp phải không nghe? Dạ. Thằng bà lớn giờ lớn rồi. Còn bữa sau nó xuống nó mua bê hai con. Dạ. Dạ xịn. Chẳng nó coi nó mua luôn, mua bốn con luôn á. À. Mua thằng bên đây con đó. Còn nó 18 triệu 500. Mua con 15 triệu. Máy lớn của anh này chắc lớn hết rồi, hôm trước lên giao kẹp con kẹp lớn. Máy lớn anh trước bụng bụng rồi. Cũng không đẹp lắm. Chốt hai con đây em chở bốn con đi đẹp lét hết luôn rồi chứ. Giờ cái mua cho mua cỏ giờ nhiều quá. Dạ. Cỏ giờ nứt quá thôi. Anh chốt trước đây nào. Để lại chở chở bảy con kia đi. Rồi xì trong lòng. Mở dao ngày kia cho máy. Đi. Đi. Gì? Con bông kia cũng đẹp này, sao anh nóng lá con số 1 ấy. Thích bông này. Thích đen nhưng thích bông này. Rồi đó. Con số 1 cũng được. Một đẹp. Lâu chưa, mấy tháng rồi anh? 3 tháng rồi. Bỏ mấy cái đùi nó không thon thon. Bỏ mấy cái dùng nào mà đùi nó thon 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 đùi. Nó không có bi đùi. Anh uống được là được hết á. Miệng bò phối mà anh cũng tốt là lên hết á. Về đi chạy đạp đó. Đi em hỏi em cưới gì không em ơi. Về qua điện cái ruộng trước đó. Chiều hôm qua điện thì xây mất mà. Rồi sáng ra mới vào bò cũng không biết nữa. Đi điện trước đó, nằm chập rồi nghe mấy. À. Ba tháng nữa thì kẹp đời, 3 tháng nữa thì bỏ con kia. Nào mới ra biết là anh kẹp bi. Không biết cái đồ này. Để chút nữa anh dắt ra. Đủ hai ba con rồng thoải mái luôn à. Nó đi nó rất đắt đấy, đi cứ gai đồ nó quẹt đấy, bò chân tháo nè, bước bước đắt này, bước lại còn bốn sữa tăng không, cay sữa hết rồi anh. À. Còn bốn liếm nữa đấy, về ăn uống thôi chứ không ủ mà nữa đâu. Anh nhớ bòi rồi giỏi, nó cũng kêu một hai tiếng rồi. Rồi đây thôi, với bốn cái nữa đâu. Con kia 15 mà nếu nó không có bi thiệt giờ thì nó được cái xác. Xác nó lớn nhưng mà nó không có bi kiểu rồi. Lòng lá nó xù lắm. Ừ. Nhìn con bò nó găng găng. Nó mướt lại cái nó phục hồi lại con bò. Thì nó có được cái xác. Còn hàng hầu gì vàng vàng lắm. Giờ tắm rồi đứng ra. Giờ quen rồi nó dạng nha. Bắp binh thì nó
Hải với hồng dòng bắp biên nó có lực sẵn đâu là nuôi nó lên luôn, còn hàng không sát thì về thời gian đầu nè nó phục hồi phải mất mấy tháng, 2-3 tháng là nó mới lại bò được kiểu vậy.